Thưa quý vị, đồng hành với sự phát triển lớn mạnh của các cấp hội phụ nữ từ trung ương đến thành phố và các địa phương, trong thời gian qua, những chi hội trưởng phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào hoạt động hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đến thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, khi hỏi về các hoạt động phong trào của hội viên phụ nữ, người dân ở đây sẽ dành nhiều lời khen đến chị Trần Thị Chung, chi hội trưởng phụ nữ của thôn. Trong những năm qua, cùng với chính quyền địa phương, chi hội phụ nữ đã thực hiện tốt nhiều hoạt động phong trào ở cơ sở. Trong đó, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, giúp xoa dịu nỗi đau mất mát của các con, trở thành điểm tựa vững chắc để các con vượt qua nghịch cảnh. Trong thời gian qua, nhìn chung phụ nữ đã thực hiện tốt các chương trình của thôn cũng như phối hợp của thôn là tham gia tất cả các nhiệm vụ địa phương cũng như là đội quân trọng điểm phía đường, nhưng mà quan trọng nhất là qua quá trình thời gian gần đây với hội phụ nữ đã mẹ đã đào được em thiếu niên, thì nói chung tình hình trong cái này thì mới được ban đầu cố gắng là thôn cũng như phụ nữ cố gắng là nhân rộng mô hình. Đó là bà ngoại của cháu, bên chi hội trưởng rất quan tâm đến gia đình đã mất là để lại hơi đứa cháu ngoại, vì trừ bà ngoại của ông ngoại là cho cháu, trừ ông ngoại bà ngoại cũng bị bệnh, thế thì cũng như phụ nữ bên chi hội trưởng để mà cũng như quan tâm giúp đỡ cho gia đình. Với vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, các chi hội trưởng luôn là người gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng hội viên để có phương án giúp đỡ, động viên chị em phụ nữ dám nghĩ, dám làm, nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Cái nghề mắm Nam Ô càng ngày càng phát triển. Nếu như muốn được như thế thì phải có sự hỗ trợ của hội cấp trên, cũng như phụ nữ từ các quận đến thành phố để cho chị em cùng có điều kiện hơn nữa để quảng bá cái hình ảnh. Mỗi phong trào hoạt động tại cơ sở luôn được hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Ngoài ra, các chi hội trưởng phụ nữ còn khuyến khích chị em đến với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó tạo ra không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần hội viên phụ nữ, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ.